Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Ban tuyên giáo Trung ương cùng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị Văn hóa Toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng. Tại điểm cầu thành phố Đà Nẵng có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng. Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Hội nghị văn hóa toàn quốc lần này nhằm đánh giá việc triển khai đường lối, chủ trương, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác văn hóa và nghệ thời gian qua, kết quả xây dựng văn hóa con người Việt Nam sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác văn hóa, văn nghệ trong giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn đến năm 2045. Hội nghị là diễn đàn để lắng nghe và là dịp cổ vũ động viên các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong ý chí hành động, liên kết các lực lượng làm công tác văn hóa, văn nghệ trong và ngoài nước, tạo thành một mặt trận đồng lòng, dốc sức, phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phùng vinh hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, triển khai thắng lợi nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng hội nghị cũng được kỳ vọng sẽ trở thành dấu mốc quan trọng trong việc khắc phục những hạn chế tạo chuyển biến mạnh mẽ trong văn hóa để xây dựng hệ giá trị con người việt nam trong thời kỳ mới đồng thời phát huy vai trò kiến tạo của nhà nước để đảm bảo xây dựng và phát triển văn hóa con người trong bối cảnh nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp lần thứ tư